lần đầu tiên. Bởi vì Leon rất là comfortable mỗi lần mà nghe Telethon tổ chức show mà có nghĩa sữa là Leon cứ lựa bài mới đánh, bởi vì anh có thể là dẫn dắt và dìu cho các em rất là giỏi và rất là điêu luyện. Một lần nữa xin vì cho một tràng pháo tay cho anh Nghĩa Sữa. Và âm thanh bữa nay là không thấy ánh sáng tại trời sáng quá rồi. Xin anh Dũng Hà Trắng một lần nữa một tràng pháo tay. Và người mà YouTube xuyên suốt 4 ngày trời là anh Nam Quang, đâu rồi ta? Anh Quang ơi, dạ cảm ơn anh đã quay những cái chương trình của Telethon cho bà con mình xem. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với Leon chào đón một người bạn, một người mà quý vị đã quen biết rất là nhiều trên những cái YouTube của cô, trên các kênh của cô, nào là Thiên Nga Trend Channel, Thiên Nga Music, Thiên Nga, tôi nói đủ hết. Và bây giờ là bán luôn tới sầu riêng, bán luôn tới trái cây luôn. Xin mời quý cho mời bạn chàng phó tay cho Thúy Nga sầu riêng. Anh Nghĩa, anh thấy Thúy Nga lên anh đánh dài để chi, để anh cầu Thúy Nga thôi. Chứ thật ra... anh thích cặp chân tôi lắm. Không, anh kéo nhạc cho dài ra để bà tưởng anh dài thôi. Trời ơi, có biết ngày xưa tôi qua Mỹ đó. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Ngày xưa đó em kể mọi người nghe lần đầu tiên qua Mỹ diễn đó, mới gái mới lớn mà mặc áo hở lưng. Ồ, xong cái chặt em thấy trời ơi, nước ở đâu chảy lên láng trơn, quay lưng lại thấy Nghĩa Sữa đang ngồi chảy nước miếng quá trời, tại nhìn cái bộ lưng của em. À, không phải đâu quý vị, lúc đó Thúy Nga lầm đó, lúc đó anh Nghĩa đang ói tại vì lưng của Thúy Nga ở Việt Nam mới qua cạo gió. Và anh Nghĩa thì ở Mỹ lâu quá không có thấy được cái lưng cạo gió, anh ói nó tưởng anh là... Anh Nghĩa, anh nói thiệt sự đi, thiệt tình đi, là tình hình sao, bữa đó làm sao, anh thấy cái lưng em sao làm sao? Đâu có nhiễu nước miếng, cái hàm dưới nó rớt xuống dưới luôn. Tại vì bây giờ cặp môi ổng càng ngày càng dài dơ là nhờ nhìn cái lưng của tôi đó. Dạ, thì bây giờ là em bỏ anh Nghĩa Sữa rồi, bây giờ em là Lan đây quý vị. Lan đây, Điệp đâu? Lan ơi, Điệp về gia đình mới. Anh không, Điệp, anh em Điệp, không anh lấy anh Điệp. Điệp đang kia kìa, anh Điệp đang nhảy đâu. Không, em không lấy cái anh mà nhảy búng búng như con giòi lúc nãy đâu. Điệp của em là anh Uy Telethon. Anh đang bận bán hàng rồi, thì bây giờ em phỏng vấn nhẹ anh Leon. Lúc nãy anh được khán giả tặng bao nhiêu vậy trời? Cái chị da màu người yêu của anh Leon tặng 2.000 đô nha quý vị. Đó Nga ơi, nhiều lắm, nhưng mà để hồi mua nước cho má Phương Quế nè. Ủa vậy hả? Anh Dũng Hà Trắng nè, anh Nghĩa Sữa. Cảm ơn chị còn rất nhiều. Không, mua nước hết đi rồi còn nhiều hả? Chừa chú Nam Lộc chứ cái bài mây thằng thang. Không, riêng có một khán giả nữ nữa cũng rất là đam mê Leon. Ai chị vậy? Đang ai chị... vậy? Ai chị... vậy? Ai vậy? Điệp bún á, quá Điệp vậy? Á, Điệp á, Điệp á. À, quay kìa. Anh bún quá kìa. Trời ơi, con biết uống sâm của Huy không? Mỏng bún quá. Nãy giờ tôi tưởng con cá nó trồi lên bờ không à. Hình như sâm của anh Huy hàng chi nãy anh nói là anh Huy ơi, còn sâm của anh nó hết rồi em. À, thì đem kể mọi người nghe, anh Leon được cái anh đẹp trai. Bonsa này phụ nữ rất là thích ảnh, trong đó có chị đó lúc nãy đó, chị đó đó, chị còn chị ăn gói cuốn của em đằng kia nữa kìa. Thôi cái chị đó khỏi nói rồi, nói chung là số nào mà có Leon ra hát là tôi nói bả nhảy. Còn đó chị đang cười, chị đeo cái mask bông ơi là bông mà chị đang cười nữa kìa đó. Không, thôi hôm nay bà không nhảy đâu. Thật, bữa nay nắng quá. Trời nóng quá. Chị quên sức thuốc chống nắng. Không phải, chị nhảy quá, chị sợ mỡ nó rớt ra. Nên là chị không có nhảy. Chị sợ. À thì em báo cho mọi người một cái hung tin. Là lúc nãy trong quá trình Leon hát thì có một chị phụ nữ rất là đẹp đến tặng cho em 100, nói là nhờ Thúy Nga gửi cho Leon Vũ, lì xì cho Leon Vũ 100 đô. Nga ơi, đi xuống dòng nữa đi Nga. Dạ không, em sẽ lấy 100 đô này em cho chú Nam Lộc mua sản phẩm mọc tóc của em để chú xịt lên cho mọc tóc lại. Ba chai nhiều. Ba chai 114 đồng, rồi, biết sao cho chú. Đưa 14 đi thiếu lại 100 ha. Ông có trợ thứ gì thấy tiền. Trời ơi chú ơi, con đang tính tặng cho chú để cho chú mua sản phẩm của con mà bây giờ Leon Vũ lấy rồi. Thì nói chung là Leon rất là hên, lúc nào ra đây hát cũng có người tặng hoa, tặng quà với tặng tiền. Mà nghe thì không một tráng sĩ nào tặng gì hết. Có, nãy tráng sĩ đó định tặng mà đi tới kia dấp té nước đổ. Ông bún quá. Ông bún quá nó đổ nước. Nãy giờ tôi tưởng ông là con cá mà đang bị rớt lên bờ mà thiếu nước vậy đó. Bún để ông tìm lại bờ sông ông nhảy xuống. Nói mới nhớ là ngày qua cái hồ của Leon cũng bị cạn, mấy con cá nó cũng vậy đó. Y chang. Y chang.
Em nhảy, em nhảy lời cho anh nãy cái điệu Lan và Điệp coi. Anh ơi, anh lại đây, em zoom out anh nghe nè, đó. Anh nhảy lại đi. Anh nhảy lại cho em. Đâu, nhảy kiểu mà Lan ơi. Đó. Không, búng nữa lộn nhào mấy cái nữa. Thôi, coi chừng bể đầu. Không có, mình anh búng sung dữ lắm đó. Chắc tại lúc đó mình ơi. Không có suối, do đó mình không có kìa, à. Điệp thôi. Rồi ai nữa đây? Gì vậy chú? Dạ, dạ tụi này đang hát ba ảnh, ba ảnh. Đang hát á, ăn cái này nó bị nghẹn á. Dạ thôi chú. À cháu là cháu của Lan. Dạ. Còn dạ. Má nữa. Dạ. Cái này là Long, còn kia Lan. Dạ. Hả? Dạ. Hồi lúc đó 18 tuổi, vậy là Lan là má cháu, bà này là cháu của Lan. Dạ chú, con cho con hỏi nhỏ, mình ăn snack thôi mà có phải gặm xương đâu mà răng nó rụng hết trơn vậy? Nghe nói về Lan và Điệp kìa. Có tưởng là mình ngâm. À, là sợ nó cũng có miếng xương ở trong. Không, có thì nhai, không thì mình ngâm. Ngâm cho nó đã rồi mình nuốt. À, để chú nói vậy. Không có răng nào nữa đâu. Thì rồi thì ngâm đi. Đâu đó, ông trời cũng lè cái lưỡi ra nó kìa, trời hết hồn hết vía. Không, giờ chú ngồi dưới đi chú. Dạ, chú ngồi xuống đi. Dạ, chú ngồi dưới đi rồi lát dạ, nữa con ăn hồi nó xuống nha. Hồi xuống là thử salad với chú. Thì đây cả nhà ơi, hôm nay là mới bắt đầu hết ngày lễ July 4. Thì ở Teletron chương trình chúng ta là vẫn còn khuyến mãi, còn nhiều cái quà tặng, và trong đó là có cái vụ mà vé số được tặng nguyên một cái ghế massage. Đúng rồi, hôm khai trương ở Brookhurst and Westminster là Leon thấy có rất là nhiều gương mặt thân quen. À, quý vị có điền cái form để mình trúng cái ghế massage đem về đúng không? Chiều nay 7 giờ sẽ sơ số, và đặc biệt hơn hết là vì có Thúy Nga, cô bán sầu riêng và Leon, thì anh Uy sẽ cho tụi này thêm một cọc nữa để quý vị nào chưa có điền tên và số phone sẽ có cơ hội trúng một cái máy massage 18.000 đem về tối hôm nay. Và bây giờ hôm qua có một người trúng một cặp máy giặt rồi. Có luôn hả? Có rồi. Sao tôi máy giặt nhà tôi hư sao tôi không trúng nè? Thì bây giờ vô đi, hy vọng mấy đâu anh Uy. Nhà giặt tài thấy mụ nội mấy bữa nay. Anh cầm nguyên sắp tiền lên rồi kìa, anh Uy lên tới nơi rồi. Anh Uy ơi, anh lên đi. Trời ơi, cái gì nghe? Cái gì mà hàng quá nó đưa anh Uy, anh bán cái gì mà hàng quá dữ vậy? Trời, cái này là cái gì đó quý vị. Em định mời anh Uy mà thôi, anh lên rồi. Thì bây giờ Thúy Nga với anh Uy sẽ giao lưu và Leon sẽ đi xuống dưới đó phát cái này. Quý vị có viết trên tay chưa? Là không cần mua gì vẫn được vé số. Cái này là có một tấm vé số, nhưng mà mỗi 1.000 đồng thì có một tấm, thêm một tấm. Bây giờ cái này là tặng cho quý vị, mà nếu quý vị mua quà, mua hàng trong cái office hôm nay thì được thêm một tấm nữa đó. Còn bây giờ là ưu tiên không có. Hello anh, bây giờ buôn càng đô thì tặng thêm một tấm, nhưng bây giờ thì mình không tặng, không mua gì hết, vẫn tặng cái này. À, không mua gì hết quý vị, chỉ còn mua cái ngang thôi vẫn được tặng đó quý vị. Để mình mua sầu riêng được tặng quý vị ơi. Ở vậy nó cứ lên là nó cứ giao, nó cứ bán nó. Bây giờ cái anh kia, anh đó, anh banh hàng là được. Tôi bán 1.000 năm một thỏ mà không ai chịu mua hết trơn, chán ghê vậy đó. Thì ở bây giờ là anh Leon nhiệm vụ gì chị? Dạ được, chị mua mười mấy ngàn. Chị có cái viết không? Đói bụng rồi hả? Hay như vậy? Mới nãy chị vừa mua cái gì mà mười mấy ngàn dữ vậy? Ông xã ơi, chị không có mua gì hết trơn á nha. Ông xã ơi, chị không có mua gì cái ghế mười mấy ngàn đâu. Quay vô nghe đừng nói, để lợi lợi chỗ livestream của Nam Quang nè. À, ông xã của chị đó ơi, ông không mua gì, bà không mua gì, bà mới xin 4 cái ticket, hình như cũng gần 20.000 á. Thì đây cả nhà hôm nay. Bây giờ mua nhiều quá thôi, về ăn mặc đá nồ đi. Cho chị đi. Chị viết tên, viết số phone, chị vô chị gặp cái anh. Nói thế sao, chị nhìn chỉ bình dân gì đó mà mua 20.000 đô. Thôi hai người giao lưu đi nha, để em đi làm việc. Gặp em vô mua 2.000 là chân tay em quý hết trơn rồi. Mà chỉ mua 20.000 đô mà đi cái dép kẹp thấy ghét không? Dép kẹp thôi đó. Cái dép kẹp có 7 đô mà mua hết 20.000 đô. Trời ơi, tao nói đại gia ngầm của Bonsa này nhiều dễ sợ luôn vậy đó. Em thì nhìn rần rần vậy thôi, chứ em vô anh mua nuôi chắc khoảng 500 đô em đi ra hả? Thì đây cả nhà, hôm nay á, là cái ngày mà có cơ hội trúng thưởng rất là nhiều. Nên mọi người nhớ đăng ký tấm vé số để mà được giải thưởng. Anh Uy ơi, anh nói tiếp đi anh, để cho mọi người biết là cái giải thưởng của mình có những cái gì hấp dẫn nè. Mới nãy ở trong đó nghe thấy có một cái máy mà rung 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 để cho cơ thể mình bụng nó nhỏ lại, đồ thích lắm, lát nữa chắc vô mua cái đâu anh.
Cái đó là cái máy mới nhất thưa quý vị. Cái này là Thúy Nga hỏi là chưa bao giờ Theo Lên giới thiệu lần nào hết. Lần đầu tiên giới thiệu đây. Không, cách đây mấy ngày thì em có một chị khách tới mua sầu riêng. À, có khoe với em nó, trời Nga ơi, từ ngày mà chị coi cái clip của em trên Thúy Nga Channel đó là chị lại Telegram, lần nào chị cũng bị mất nhiều tiền lắm. Tại vì nhiều thứ để chị mua lắm. Chị mới vừa mua cái đồ lắc bụng 1.000 đô mà em không biết cái đó cái gì. Hôm nay em ra đây gặp em mới biết là chị đã mua cái máy đó rồi. Đúng rồi, thì lần đầu tiên được giới thiệu trong 4 ngày trong đợt này. Dạ. Ngày là ngày thứ tư và những đại diện của hãng đã có mặt thưa quý vị. Nếu quý vị vào Amazon là vào chính hãng thì bây giờ là 1.999 đồng. Nhưng mà bây giờ chỉ 4 ngày ngày hôm nay thôi là cuối cùng quý vị nha. Quý vị mua chỉ có 999 đồng ở phía trong. Đó là cái máy mà nó làm cho tăng mỡ giảm cân cái bụng của chúng ta. Nhưng mà có cái hay á là nó làm tay được, làm chân được, bắp đùi, lưng vai được hết quý vị. Rất là hay. Dạ. Yeah. Yeah. Đó thì anh Leon hiện tại là đang phát những tấm vé số bây giờ. Dạ, bây giờ là Thúy Nga sẽ xuống phụ một tay với Leon. Oh. Anh Huy trên này cứ nói nha. Thôi. Anh giao lưu với ảnh trước đi. À, giao lưu với ảnh hả? Anh Huy có phải có người đứng ảnh mới nói chuyện được. Không phải, tôi đứng một mình tôi với ảnh nhiều lúc tôi hay dễ bị sa ngã lắm. Cứ sa ngã đi Nga. Cái tánh tôi ngộ lắm, tôi thấy trai đẹp là tôi sa ngã. Nga ơi, cứ sa ngã đi Nga, gần 50 rồi Nga, cứ sa ngã đi cô. Bây giờ hay Leon lên đi, Leon sa ngã được cho tôi sa ngã, tôi ngại lắm. Em mà sa ngã nuôi được là em làm 8 năm trước rồi. Chết mẹ vậy hả? Trời, tôi sa ngã nữa, tự nhiên tôi thành giáp thứ 13 kỳ lắm. À, đã biết rồi nha. Bây giờ là cái chương trình khuyến mãi của anh có những cái gì đặc biệt cho ngày hôm nay, anh cứ nói để cho bà con cô bác coi live stream với lại coi chương trình của Thúy Nga Channel, người ta sẽ biết, người ta ủng hộ ạ. Cảm ơn Thúy Nga. Thưa quý vị, cái sản phẩm mà hot nhất từ tuy là nó nhiều tiền nhưng mà hot tại vì chưa bao giờ mà được có cái bonus lớn như thế này. Dạ. Đó là chiếc ghế 17.000 thưa quý vị. Wow. Mà quý vị mua rất là nhiều từ ngày hôm chiều hôm qua đến sáng nay, ngày hôm nay là quý vị thấy 4-5 khách hàng đang xếp hàng, đang làm chờ để get like để làm cái giấy tờ đó, là mua chiếc ghế 17.000 vì được tặng cái máy làm đẹp trị giá 11.950 đồng. Wow. Chưa bao giờ, không bao giờ tặng cái món quà hết thưa quý vị. Đây là cái sản phẩm với giá 17.000 nhưng bây giờ được tặng cái máy làm đẹp 11.950 đồng, cho nên rất là nhiều quý vị đã làm ghi danh với cái tham dự cái chương trình trả bằng credit card là trả 12 tháng không tiền lời thì được tặng cái máy 11.950 đồng, tức là cái máy làm đẹp mà do ông khoa học gia mà đoạt giải Nobel. Có nghĩa là mua trả góp vẫn được trúng thưởng. Vẫn được 12 không tiền lời. Trả góp không tiền lời nha, vẫn được trúng thưởng nha quý vị. Dạ, cho nên vẫn được tặng cái đó, cho nên quý vị vẫn có thể làm mà giấy tờ phía trong để mua. Bên cạnh đó, cái sản phẩm mà các cô các chị mà được những người của hãng đang làm đẹp á, đã kể cả Leon cũng làm đẹp đó, là cái máy Lumen Laser thưa quý vị. Cái máy Lumen Laser này là giá là 18.750 đồng. Thay vì đi căng da mặt, thay vì chúng ta làm filler hoặc là chúng ta làm Botox thì bây giờ chúng ta sử dụng cái phương pháp tự nhiên, thì hiện bây giờ đang sale là 4.699 đồng, và ngày mai sẽ không còn cái giá này nữa, cho nên rất là nhiều quý vị đang chờ đợi ngày cuối cùng để mua sản phẩm này thưa Thúy Nga. Dạ dạ. Cho em một giây, cho em một giây nha. Chị Thoa quay Leon đi chị Thoa. Cho em một giây. À, quý vị ơi, quý vị thấy cái phiếu này đúng không? Xé ra cái bên hông mà có cái tên và số phone thì thả vô trong cái thùng ở phía sau, bước vô cửa nằm bên tay phải. Còn cái này giữ lại 7 giờ chiều nay sẽ sổ. Đâu biết được mình trúng được cái ghế massage có 102 tại Teletron USA nha cả nhà. Và nếu mà ai mua đồ hôm nay sẽ đặc biệt thêm một phiếu nữa, là hai cái may mắn luôn. Và đây là cái giải thưởng đặc biệt thưa quý vị. À, quý vị thấy trong cái hình của cái vé số đó là cái chiếc ghế mới nhất hiện bây giờ. Và cái chiếc ghế này là chiếc ghế 17.000 đồng thưa quý vị. Cho nên là một cái giải thưởng rất là giá trị. Và sản phẩm này là mới nhất hoàn toàn của Nhật Bản, Made in Japan, mà hãng gửi tặng riêng cho khách hàng của Teletron. Cho nên chiều hôm nay chúng ta sẽ biết ai là người trúng được chiếc ghế 17.000 này. Và chiếc ghế này hiện bây giờ chưa có nhiều trên thị trường, kể cả như nhánh của Teletron, chỉ có tại Nam California có thôi. Tất cả nhánh còn lại của Teletron sẽ có trong những ngày trong tuần tới thưa quý vị. À, cả nhà ơi, cả nhà chọn những tấm vé số này để được trúng thưởng. Ai trúng thưởng cái ghế 17.000 là chuẩn bị đi em phát thiệt mời em đi Leon đám cưới luôn nha. Gì vậy anh ơi, lấy ai? Tôi lấy không. Ủa chứ không phải anh Huy hả? Anh Huy vậy cho nhìn khó lắm Leon ơi, không có được. Bây giờ là chỉ có một là lấy Leon, hai lấy ông Nghĩa Sữa thôi à. Nghĩa Sữa không được, Nghĩa Sữa giờ nhiều sữa quá. Ủa Nghĩa Sữa có gia đình luôn hả? Sao bà biết hay vậy? Trời, nhiều lúc bỏ gia đình lấy tôi sao? Được hả? Thôi đi. Để cho anh Nghĩa sửa, anh sống đi, anh còn sửa cho thiên hạ nữa. Lấy hai tấm luôn hả?
Mỗi người một tấm đó nha, ăn gian giận á. Dạ thưa quý vị, bên đó còn thêm một cái nệm rồng vàng nữa thưa quý vị. Trong ngày hôm nay thì nếu quý vị đây là cái chương trình đầu tiên mà có, mà trước đây chỉ có quý vị mua lại là 500 đồng, mà bây giờ quý vị mua cái tấm nệm king size đó thì sẽ được mua lại với giá là 2.000 đồng, và mua cái loại queen size thì mua tấm nệm cũ quý vị lại 1.000 đồng thưa quý vị. Thì quý vị vào bên trong để có thể có những cái chương trình đặc biệt mà nhiều quý vị cũng đã mua tấm nệm rồng vàng trong ngày hôm nay, nệm cứng chống đau lưng luxury. Và Thúy Nga cũng như Luân Vũ phát những cái tấm vé cuối thưa quý vị, để chúng ta có được cái cơ hội có trúng được cái chiếc ghế. Quý vị nhớ xé cái tờ ghi là tên mình vào cái phần nhỏ, phần lớn giữ lại quý vị nha, đừng bỏ hết cả cái vé còn không. Dạ cái tờ nhỏ này là đem vô trong cái thùng ở trong telephone nha, cái này giữ lại chiều nay 7 giờ. Ai mượn cái viết, hai cái viết của Leon? Cái này đi nộp, cái này giữ lại tối giờ nè, chị cần mượn cái viết này nha. Số phone, quý vị số phone 1-800 không có nhận nha. Hả? Ủa không có truyền ra sao hả? Ủa có ai mà có số phone 1-800 vậy trời? Không nói đại vậy mà. Không quỷ không? Có ai mượn viết Leon nữa không ạ? Dạ. Kìa kìa, cái chị Âu Hồng giữ giùm em, giữ giùm em. Nói chung là thật tình là anh Uy vì thương tụi này và đưa cho một cọc số để đặc biệt cho hôm nay thôi. Chứ hôm khai trương tại Brookhurst and Westminster là dạ, mọi người mới được cái này. Một cọc vé số này là con phải trừ lương con đó, không có lấy lương luôn đó. Có không? Dạ em tự đồn. Dạ dạ. Ok, tại vì thấy quý vị có một số quý vị vẫn chưa có, đây là những đợt cuối quý vị nha. Đúng hả? Dạ, yeah, tại vì một số quý vị ở phía Lui, sau. Sao mà anh dễ dãi vậy Lui? Không, tự nhiên sắc đẹp của tôi là anh dễ dãi tất cả hả? Sao anh dễ dãi mà Thiên Nga nó đòi anh mấy bữa nay không được? Cái vụ nó khác. Đây nè, ở đằng kia có cái vé số chưa? Chưa có không? Rồi lại đằng kia khác đi, lên đằng kia không có kìa. Bây giờ đó là ai chưa có vô tay lên cho Leon nè. Quý vị ơi, quý vị điền xong đi vô trong bỏ liền, tại vì 6 giờ là bắt đầu đóng sổ, đóng thùng, bởi vì 7 giờ mình sẽ sổ số. Do đó quý vị điền xong, quý vị cứ đi vô trong, hình như cái này là mình đang break time luôn đúng không anh? Rồi quý vị ai mà điền xong đi vô giùm em, đi vô office, bỏ xuống cái thùng, có cái anh đứng bên phía tay phở. Quý vị điền nha. Chưa? Em ăn rồi, em không có đói bụng, em không có thèm phở, nhưng mà quý vị nhớ ngó tay phở, tay chúa. Chị đứng lên chị lấy giùm em. Tại sao không có Leon ơi? Tại sao không có? Lấy chị Leon đi. Mỗi người một cái nha. Dạ, nếu mà mượn viết của em thì mất tiêu hai cây viết rồi. Tối nay anh Uy anh trừ lương cái vụ viết nữa. Ai chưa có, viết không phải của Leon đâu. Ở sao á, tại vì chưa có chống nắng vô nó không dám ra làm sao. Chị có chưa? Có, qua bên phía kia mượn viết giùm em. Quý vị điền xong nhớ vô trong office, bỏ vô trong cái thùng liền, tại vì sau 6 giờ là tụi này đóng thùng không có tiếp nữa nha, là quý vị trễ là không có chấp nhận nha. Ai dũi dũi. Quý vị nhớ nếu mà trúng cái ghế thì cảm ơn Teletron USA dùng Leon với Thúy Nga, đặc biệt là anh Uy nè, rồi nghệ sĩ Gạo Cội, cũng như những người cô đã ủng hộ cũng như giúp cho những anh chị em nghệ sĩ đến trong những chương trình ca nhạc của Teletron USA là cô Phương Quế. Và lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ở đây có đủ hết chưa? Rồi, nhớ quý vị điền xong vào trong office, bỏ vô